Hello? Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Đây là một chiếc video mà trước đây mẹ mình và em mình đã quay và mình là người quay nó, nhưng mà bây giờ cái kênh đó không còn nữa thì mình quyết định là sẽ re-up lại cái video này. Nói là re-up nhưng mà thực chất nó là bên cái kênh cũ mình xóa rồi, bây giờ mình mang qua đây nên là mình edit lại sơ sơ một tí và rất mong nhận được sự góp ý giúp đỡ tận tình của các bạn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Món này cũng cần người hỗ trợ mình làm, mình không được nên hôm nay mình có nhờ mẹ mình là mẹ Hòa tới hỗ trợ mình giới thiệu các nguyên liệu chính của món ăn hôm nay mình làm là có sườn xào chua. Sườn này là tổng cộng là 8 kg, là sườn non, cà chua thơm với lại hành tây, dưa leo, ớt chuông Đà Lạt. Cái này là nước dầu giấm để mình sốt trứng gà. Một số nguyên liệu để nêm nếm là có bột ngọt, hạt nêm. Cái này là nhà mình sẵn là sốt chua ngọt nè, tương cà chua với tương ớt, thêm một tí đường với lại bột chiên giòn. Do mình cũng từng ăn món này nên cái nước sốt chua ngọt này khá là quan trọng trong việc ảnh hưởng đến món ăn, nên hôm nay mẹ mình sẽ bày cho các bạn công thức để nếu được thì các bạn làm theo. Trước hết là mình làm món này thì mình phải có cái nước chua ngọt này. Chua ngọt này thì gồm có muối và chút xíu bột ngọt ở trong này và đường. Đó, mình hòa lẫn cho nó chua chua ngọt ngọt. Rồi sau đó là bắt đầu bước thứ hai là mình với chiên sườn nồi lên. Khi mình đang chặt sườn thì mình sẽ nhờ mẹ mình bên này sẽ cắt những cái đồ này ra để một hồi làm cho nhanh. Hết những cái công thức như vậy thì mình những đồ này thì mình đã làm sạch sẽ hết rồi. Bây giờ thì cái quả ruột này thì mình bỏ ra, thì lúc mình nấu vào thì nó không bị mềm cái những cái miếng này đó. Bỏ hết ra rồi bắt đầu mình sẽ sắp mắt ra. Sau gần một tiếng đồng hồ thì mình cũng chặt xong số sườn. Đây là công thức mình trong một tiếng và những thứ rau củ xào chung là mẹ mình cũng cắt xong rồi. Riêng cái cà chua mình phải để riêng tại vì nó dễ mềm nên mình sẽ cho vào cuối cùng. Thì mình dùng cỡ chục quả trứng vào, đập chục quả trứng vào, thêm 5 gói bột. Bột chiên giòn. Rồi mình cho trứng vào rồi. Xong rồi mình cho một chút bột nêm vào. Một chút bột nêm vào cho nó thấm vào cái thịt nè. Đấy. Rồi chút bột ngọt vào. Đưa tiêu nè. Rồi xong rồi mình cho tiêu vào cho nó thơm. Xong mình khuấy đều nhé mấy bạn. Khuấy đều lên hết, trộn đều với trứng lên hết. Đó, bỏ vào 5 gói như vậy để cho nó kết hợp với nhau. Tiếp theo là sẽ đến giai đoạn chiên sườn trước để một hồi mình xào với sốt chua ngọt nó sẽ ngấm hơn, để mình sẽ đổ dầu vô. Do sườn hơi nhiều mình cũng phải đổ cam. Bây giờ mình sẽ đợi đến lúc dầu sôi và mình sẽ bỏ sườn vô chiên. Dầu đã sôi rồi các bạn, bây giờ mình sẽ bỏ sườn vô chiên và mình sẽ nhờ mẹ mình giúp một tay để các bạn lưu ý là chiên lên đợi dầu sôi bỏ vô và để lửa nhỏ tí, tại vì để ngắm chín đều miếng sườn hơn. Do mình là người Đà Lạt mà mình đang ăn theo hồi Việt Nam nên mình sẽ lăn bột, và nếu như
đối với người Bắc thì sẽ không có lăn buồn. Sườn của mình là bây giờ nó chuẩn bị đổi màu thôi, nhưng mà gợi ý là các bạn đảo cái này ấy, thì các bạn phải đảo nhẹ tay, tại vì bột nó dễ vỡ ra và miếng sườn nó sẽ không ngon. Sườn này nói chung là mình chiên á là phải có thời gian, cũng phải được cỡ tầm cỡ 10 đến 15 phút. Đó, thì cái sườn này nó cũng chín vào trong được. Bạn ơi, cái sườn chuẩn bị nó đang ngã qua màu vàng rồi đó. Đấy, mà đến lúc mà nó ngã qua màu vàng và vàng đậm luôn là cái miếng sườn ta đã được giòn lắm rồi. Sườn đã chín rồi, giờ mình sẽ vớt ra rổ. Đây miếng sườn thầm phẩm. Này là mình chỉ cần sốt thêm nữa là wow. Tiếp theo để mình làm ra cái sản phẩm sườn xào chua ngọt này á là mình chuẩn bị là nấu là mình đập hành đập. Bây giờ mình sẽ bỏ hành tỏi vô phi cho thơm. Mùi hành tỏi rất thơm các bạn. Hành tỏi cũng đã ngã vàng, bây giờ mình sẽ đổ nước dầu giấm mình đã chuẩn bị sẵn vô đây. Cái này là tương ớt chua ngọt mà mình sẽ đổ. Đó là đến tương ớt, tương gà, bỏ thêm chút đường, thêm chút bột ngọt nước kia. Tùy khẩu vị của các bạn ăn, nhưng mà đối với mình là mình cho vậy là vừa. Các bạn ăn thêm chua ngọt thì có thể bỏ thêm vô. Rau củ quả nãy mình đã cắt sẵn vô, tạo đều cho chín, màu rất đẹp các bạn. Nên mình sẽ bỏ thêm cà chua vô là nguyên liệu cuối cùng. Thế là nó chín thì mình sẽ bỏ thêm một bát để nước sốt nó đặc lại và ăn ngon hơn. Nên mình thấy cái nồi nước sốt này nó hấp dẫn lắm này, xịt xịt xịt. Nó vừa độ màu nè, rồi nó vừa thơm ngon nữa. Đó, bây giờ mình sẽ đổ sườn này vào. Trời, đó, trời ơi, mình đổ vào. Mình quậy riêng cái như vậy nữa là ra một chảo sườn rất chi là ngon này mấy bạn. Đó, mình tắt lửa nha mấy bạn. Đừng có để lâu nha. Bể để lâu là cái bột này nó sẽ vã ra và nó không ngon. Rất là thơm các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra mời cô chú bác trong nhà thưởng thức món sườn xào chua ngọt của em trai mình. Em trai mình, con trai. Trời ơi. Nói chung là nhìn cái màu thì hấp dẫn rồi đấy, mà ăn thì để giờ mình thưởng thức đây. Ngon, hát điệu cầm nghĩ đi em. Chua chua ngọt ngọt, nó cũng ngon. Nói chung là đây là món khoái khẩu của cả nhà rồi, nên là ngọt. Công nhận qua món sườn xào chua ngọt này, công nhận ngon thiệt. Chua ngọt ăn đỡ ngán, sườn nó mềm mà cái vị nó ngon, chua chua ngọt ngọt đỡ ngon. Nói chung là ngon, yeah. Ngon, siêu to hả? Sườn chua ngọt, ngon đấy.